Để góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh nơi biên giới, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã cùng với chính quyền địa phương và các nhà trường triển khai nhiều hoạt động tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Tại điểm trường Cửa Suối, thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở Nậm Trạc, huyện Ba Sát, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng A Mú Sung phối hợp cùng với giáo viên và phụ huynh vệ sinh trường lớp, chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa nâng cấp một số hạng mục nhỏ để sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới. Sau thời gian nghỉ hè và nghỉ phòng chống dịch khá dài, việc vận động các em học sinh trở lại trường học gặp nhiều khó khăn. Cùng với chính quyền địa phương và các thầy cô giáo, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường đã đến từng nhà, từng thôn để vận động phụ huynh cho các em đến trường khai giảng năm học mới, đảm bảo đúng thời gian quy định. Ban chỉ đạo công tác giáo dục của xã cùng với bộ đội biên phòng các đồn trên tuyến biên giới Ba Sát đến từng điểm trường kiểm tra về cơ sở vật chất, đặc biệt là việc phòng dịch COVID-19, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn cho ngày khai trường. Ban chỉ đạo xã cũng đã cùng với đồn tức là kiểm tra là các phân hiệu xem về cách phòng chống COVID-19, đặc biệt là các điểm trường chính, tức là về vệ sinh môi trường cũng như là tiêu độc khử trùng, đấy là đảm bảo an toàn. Số các cháu là trong chương trình nâng bước em đến trường và con đồn biên phòng thì đơn vị đã chủ động đến gặp gỡ đến từng gia đình và chủ động đưa các cháu con nuôi đồn về đồn biên phòng về đơn vị sớm hơn so với quy định để làm công tác chuẩn bị, là đi may đo đồng phục rồi thì chuẩn bị sách vở và các cái đồ dùng học tập cho các cháu để bảo đảm bước sang đầu năm học mới các cháu chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng nhất. Với tinh thần chủ động trong mọi hoàn cảnh, đến thời điểm này, các nhà trường trong khu vực biên giới đã xây dựng các phương án, kế hoạch kép, sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022 với mục tiêu vừa đón học sinh khai giảng an toàn, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt kế hoạch năm học.